Xin chào mọi người, sẵn hôm nay qua thăm cái xưởng factory của Bika thì Hiếu sẵn dẫn mọi người xem tham quan cái xưởng của Hiếu luôn nha. Ở phía trước thì cũng có một số xe đang đậu để thực hiện dịch vụ đây mọi người, xe Xpander. Và đằng xa xa kia là có xe Toyota Cross cũng thực hiện dịch vụ luôn nha mọi người nha. Đó, và bên trong cái khung showroom của Hiếu thì có những cái xe bên trong đang thực hiện dịch vụ nâng cấp và độ ghế limousine. Ok, Hiếu sẽ dẫn mọi người đi xem từng khu nha. Và đây là cái xưởng mai da và bọc da mọi người nha. Nó nằm ở là xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè nè. Bây giờ anh em đang đội da đang tiến hành hoàn thiện một cái ghế. Đó, trước khi ấy là anh em phải kiểm tra kỹ mọi khâu của nó phẳng phiêu ngay ngắn hết chưa, rồi bắt đầu mới đem xuống dưới để mà lắp cho khách. Và đây mọi người thấy là đây, bên đây là tổ dán, để dán một cái con ngựa nè. À, bên này chưa dán rồi bên này dán nè, mọi người thấy không? Dán nó đòi hỏi làm sao mà nó phải thẳng, căng nét từng cái vậy. Mình dán những cái chi tiết nhỏ không nói, với những cái chi tiết con ngựa này nó từ trước ra phía sau nó rất là nhiều cái góc cạnh mình phải ghép mí và nối ghép với nhau. Đó, mọi người thấy nó đòi hỏi là kỹ và tỉ mỉ cái mới được nè. Nè, giống như cái tắp bi cửa nè, mọi người thấy không? Và trước khi dán là phải chà nè, chà trắng chà kỹ như thế này hết rồi bắt đầu mới tiến hành là dán da vô. Chứ khi mà chúng ta thấy vô nó đã quá đẹp rồi, nhưng mà Hiếu quay để cho mọi người thấy cái công đoạn mà chúng ta để nó đẹp như vậy thì chúng ta phải mất nhiều cái công đoạn ra mọi người ha. Đây là cái con ngựa nữa nè, mọi người thấy không? Đó, thì làm con ngựa này cũng là gần như là gần hoàn chỉnh rồi. Đó, trong cái này có học đồ rồi nè, tủ lạnh nè. Nè, cái xe này có tủ lạnh nữa nè, mọi người thấy không? Có tủ lạnh trong đây. Đó, rồi con ngựa gần xong. Hết như vậy, thì sẽ có đội KCS để kiểm tra rồi bắt đầu mới đưa xuống xe lắp ráp vô để mà kiểm tra thêm công đoạn nữa nha mọi người nha. Đó. Và đây là một trong những cái công đoạn để mình nâng cấp được một cái xe limousine thì nó đòi hỏi phải nhiều cái khâu như vậy. Đây là một cái khâu điện để mà hoàn chỉnh những cái phần riêng về cái phần điện. Và đây là bộ phận mai, các nhân viên đang tiến hành may áo ghế da mọi người nha. Đó, thì để mà hoàn thành một cái ghế nó đòi hỏi rất là nhiều công đoạn, từ khâu mút mai cơ khí rất là nhiều, tổ dán đồ này kia để nó ra một cái sản phẩm đẹp như vậy nha mọi người. Và đây là những cặp ghế đã hoàn thành, khách hàng đã đặt trước đó và chuẩn bị đợi xe tới là lắp vô thôi mọi người nha, hoàn thành hết rồi đó. Và đây là cái khu vực dành cho các đội bộ phận kỹ thuật đang CNC và để lót cái sàn gỗ của xe anh Phát nãy Hiếu nói đó, thì máy phải hoạt động ở những cái chi tiết ngóc ngách để làm sao nó thiệt là đẹp những cái cua nha mọi người. Và đây là khu vực dành cho anh em cơ khí về sản xuất và độ ghế nha anh em nha. Và đây là bộ phận mộc, thì các anh em đang tiến hành những công việc hàng ngày của các bạn nha. Và đây là khu vực của anh em đổ mút và composite nha anh em nha. Để làm ra để mình ngồi được một cái chiếc ghế êm ái thì phải cần có những cái mút như thế này. Nó là đổ ra để làm sao mà cái mút của mình nó phải nguyên khối và mút đúc mới như thế này thì chúng ta mới ngồi êm ái nha mọi người nha. Đó, thì này Hiếu quay luôn để cho anh em thấy cái công đoạn công việc của anh em đang chà khuôn, đang ấy khuôn để chuẩn bị là đổ những cái sản phẩm khác, những sản phẩm mới nha mọi người.